chế bê. Xin chào, xin chào. Gọi đặt hàng trực tiếp 0937899707 kênh Béo TV. Các em ơi, chị đã xuất hiện đây và chị xin được thông báo kết quả mini game để không để cho các em chờ lâu hơn nữa nha. Mini game của ngày 27 tây tháng 7 đó chính là bạn Ngọc Quyền nha. Bạn Ngọc Quyền đã trúng mini game vì bạn đó trả lời đúng, không chỉnh sửa, nói chung là đúng theo yêu cầu của chị, lại còn được những bạn khác like nữa, like bình luận nữa, cho nên là chị đã quyết định là bạn đó trúng nha. Còn ngày 28 tây thì đây có 5 bạn nằm trong danh sách nha. Còn những bạn kia thì chị đã có trả lời rồi. Có bạn á thì là thiếu ghi về quảng cáo nè. Có bạn thì ghi đầy đủ, chưa có đầy đủ thông tin nè. Có bạn thì chưa trả lời câu hỏi luôn. Đó, cho nên là chị đã trả lời từng bạn rồi ha. Tuy là các em nhiều bạn trả lời rất là hay luôn, nhưng mà bị thiếu sót một chút xíu. Đó thì rất mong là các em hãy cố gắng hơn nha. Và những bạn mà chỉnh sửa bình luận cũng vậy ha. Và tuy nhiên á, sau khi sàng lọc đọc rất là kỹ luôn, vẫn còn tới 5 bạn nha, vẫn còn tới 5 bạn may mắn trả lời đúng hết luôn. Nhưng mà phần quà thì chỉ có một thôi, chị đành phải bốc thăm nha. Gồm có nè tên Hồ nè, Kiều Phạm Thị, bạn này thì đã từng trúng mini game rồi nha, nhưng mà đã trúng lâu rồi cho nên là hôm nay thì lại tiếp tục ha, tiếp tục tham gia, chị có đánh dấu sao. Family Slammy Như Ý, Nhi Lầu Đoàn Yến thì cũng đã trúng một lần rồi, và trong tháng này thì bạn đó có quyền trúng thêm lần thứ hai đúng không? Đó. Bây giờ thì chúng ta xem coi là bạn nào sẽ may mắn nha. Rồi, ở trong đây là có 5 cái phiếu hồi nãy nè ha. Bây giờ mình sẽ lắc hên xui thôi nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wow, rớt ra rồi, rất là hên xui luôn. Để chị xem coi ai sẽ là người trúng đây. Wow, xin chúc mừng bạn Như Ý đã trở thành thành viên may mắn của kênh Bốc Chibi trong cái video ngày 28 tây tháng 7 nha. Còn đây là một cái laptop và một cái giá đỡ chị tặng cho Ngọc Quyền nè, người trúng mini game của ngày 27 tây tháng 7. Xin chúc mừng em. Tiếp theo thì là phần quà của bạn Như Ý nha. Chị xin chúc mừng Như Ý với một hộp tuyết, một bô ráp và một keo sữa nha. Rồi, các bạn nào mà muốn có những phần quà dễ thương như vậy thì các em hãy đăng ký thành viên kênh Bếp Chibi, sau đó lướt xem quảng cáo, ghi thông tin của mình và xem video trả lời câu hỏi nha. Nếu như mà trả lời may mắn thì các em sẽ trúng được cái mini game và những phần quà nhỏ nhỏ dễ thương. Và chị mong rằng các em chơi mini game với một tinh thần thật là vui tươi nha, không được buồn. Nếu như mà các em còn buồn nữa thì chị sẽ không tổ chức mini game nữa, bỏ luôn, coi như là mất cơ hội luôn, không còn ai còn cơ hội nào hết. Còn nếu như các em chơi mini game với tinh thần vui tươi thì chị sẽ tiếp tục cố gắng ha, cùng làm mini game với các em cho các em vui và thử thách coi ai là người kiên trì, ai là người nhẫn nại nhất ha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ vào phần chính của video, đó là phần kiểm tra đơn hàng của ngày 29 đây tháng 7 nha. Đây là danh sách nè, các em hãy cùng với chị xem coi đơn hàng nào dễ thương nhất và may mắn nhất đây. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ xem coi bạn nào là người đơn hàng may mắn nha. Ten ten ten. Quá trời người rớt ra nhưng chị sẽ chọn người ở xa nhất. Đó. Xin chúc mừng đơn hàng Võ Huỳnh Cẩm Ly đã trở thành đơn hàng may mắn của chúng ta ngày hôm nay nha. Và các bạn muốn có một phiếu may mắn như vậy thì hãy nhớ gọi đặt hàng 0937899707. Tiếp theo là Đặng Vi Hải Anh, đơn hàng đầu tiên, chứ lộn, Đặng Vi Hải Anh đơn hàng 335.000. Đầu tiên là một chùm tóc giả 15.000. Đây, một chùm tóc giả nè, tóc giả cho búp bê ha, rất là đẹp. Rồi đến là cái tủ hồng nè mấy em. Wow, Pikachu, bàn trang điểm nè. Rồi cái tủ học kéo nè, rồi cái tủ này nè, bên trong có móc nữa, 62.000 đồng. Giày nè, 5.000 đồng một bịch ha, phụ kiện nè. Đó, 5.000 luôn, phụ kiện mới có vương miện cũng 5.000, móc 3.000 đồng một bịch. Áo thủy thủ nha, áo thủy thủ là có cái mặt cười nữa nè. Ở phía sau này nó sẽ có cái dây nè nha, cái dây nè, cái xong về cái mấy em thắt lên phía trước giùm chị nha. 50.000 đồng. Tiền 9 bịch, mỗi bịch 2.000, Milu 2.000 đồng một cục. Tủ năm học đây, 45.000 đồng một cái. Rồi đến là cái vỉ mà vỉ trang điểm nè ha, son môi, mắt kính, đồ vân vân nè. Vỉ này là 20.000 đồng, rất là đẹp. Rồi đến là váy caro đỏ. Đây,
váy caro màu nâu nâu đỏ đỏ này rất là xinh, vải đồ này ha rất là dày dặn và đẹp luôn nha mấy em, 50.000 đồng. Tiếp theo là Hùng Văn Lam, đơn hàng 280.000. Rồi ha, có cái cassette Hello Kitty, mã số ban đầu là 4 số 0 nha. Nè, mình để tiền vô nó sẽ bỏ vô rồi giữ gìn tiền rất là cẩn thận luôn. Các em có thể thay đổi mật mã nha. Trên các cái mấy cái clip video á, chị thấy có nhiều chị hướng dẫn lắm. Và cái két này là 240.000 đồng. Tiếp theo Nguyễn Thị Quang, đơn hàng 200.000. Đó chính là cái ba lô nha. Cái ba lô nơ nè, có một ngăn nè, hai ngăn và ba ngăn. Ba lô màu đen rất là xinh đẹp, 160.000 đồng. Rồi đến đơn hàng của Tiền Thị Mỹ Quyên. Tiền Thị Mỹ Nguyên, đơn hàng 363.000. Gồm có là một cặp cái cặp táp nơ hồng nè mấy em. Rồi đến là một cái cặp táp màu da bò ha, cũng rất là xinh luôn. Mỗi cái như vậy là 160.000 ha. Có 3 ngăn rất là rộng rãi, đựng được rất là nhiều đồ luôn nha. Một cái đó mấy em. Và màu hồng thì hiện nay là shop hết rồi nha. Còn màu da bò nè, màu đỏ và màu đen ha. Mấy màu này cũng rất là dễ xài, đẹp. Ta-da! Ngoài ra còn có hai chai sơn móng tay rất là đẹp, mỗi chai 5.000. Võ Ngọc, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, đơn hàng 183.000. Ta-da! Đó chính là búp bê tiên cá tóc đỏ ha. Rất là đẹp, gồm có gương nè, lược nè, váy nè. Lấp lánh lắm nha, một cái passport nữa nha. 150.000 đồng, em này khuôn mặt cực kỳ xinh và đáng yêu. Rồi đến đơn hàng Nguyễn Thị Hồng Phấn, 164.000. Gồm có là áo thủy thủ mặt trăng nha. Nhưng mà cái này là cái màu đen đó mấy em nè. Cũng có cái túi mặt cười nè, thấy không? Đó, có túi mặt cười ở phía sau nè, mấy em xem nè ha. Hai sợi dây thì người ta để ở phía sau hai bên nè. Khi mà lấy về thì các em có thể đưa lên phía trước để mà mình thắt lại nha, 50.000 đồng. Rồi đến là cây quạt điện, 65.000. Và cái nó có cái dây sạc này nha mấy em. Rồi nè, cục pin nè ha, chị mới lắp vô đó. Bây giờ mình sẽ bấm lên thử coi nó quạt chạy không. Chạy nha. Rồi, ok. Ba nè, mạnh ơi là mạnh. Tắt. Và bây giờ là đơn hàng của Nguyễn Thị Hồng Phấn, 164.000. Là cái đơn hàng nãy giờ mình đang kiểm đó nha mấy em. Đó, cuối cùng là có thêm cái bịch marshmallow này nè ha, 16.000. Và bây giờ mới là đơn mới nè, Lê Thị Mỹ Nương. Wow, có tên Mỹ Nương rất là dễ thương, 158.000. Thì đầu tiên sẽ là một cái quần nha, cái quần nhung nè. Đó, quần bằng nhung có túi ha. Đó, may đồ cũng rất là sắc sảo và đẹp luôn. Có cái hình ngôi sao nè. Đó, 50.000 đồng nha. Đây, 50.000 đồng. Áo thủy thủ mặt trăng màu trắng nè, có túi rồi nè ha. Đây nè, có cái dây nè. Mình sẽ đem lên phía trước mình thắt lại, rất là đẹp luôn, 50.000. Tiếp theo là cặp vòng tay nha. Đây, cặp vòng tay là sắc màu và có thêm một cái hình nè ha. Một cái là chị chọn cho em là cái hình thiên thần nè, có cái chuông rất là dễ thương. Ở bên đây thì là có một bạn chó con đó, thiên thần ha, rất là đẹp luôn. Một cặp này thì là 25.000. Nguyễn Thị Hồng Duyên ơi, đã đến đơn hàng của em, 341.000. Gồm có cái giường này nha ha, hai cái giường luôn. Mỗi cái là 60.000 đồng. Rồi tủ năm học thì cũng là hai cái luôn, mỗi cái là 45.000. Kẹo hamburger thì 2.000 đồng một viên. Trứng lưới 10.000 đồng một cái nha. Ba lô nè, caro. Rồi ba lô hồng nữa, rất là đẹp luôn, 15.000 một cái nha. Laptop 5.000 đồng. Rồi có ghế cho búp bê nữa nè, 5.000 đồng một cái, có hai cái ghế. Bàn thì là 7.000 một cái nha. Thảm cỏ, wow, thảm cỏ này rất là dày dặn luôn nè mấy em. Nhìn y như cỏ thật luôn nha. Thảm cỏ 20.000 đồng một thảm đó. Nè các em dìm nè, nó y như cỏ thật luôn đúng không? Đó. Rồi đến đơn hàng của bé Ngọc, 238.000. Có 6 cái giá đỡ nha. Đây có 6 cái giá đỡ nè. Mỗi cái như vậy thì là 10.000 đồng. Vỉ phụ kiện. Đó, trời ơi, có cái phụ kiện này bữa nay có giày anh Ken nữa hay sao mấy em ơi. Đó, bên đây nữa nè, rất là đẹp luôn. Rồi túi xách đồ nữa nha, 80.000 đồng một vỉ. Quá tuyệt vời. Đồ cho anh Ken nè ha. Đó, bộ đồ lửng rất là stin, 30.000 đồng. Bộ đồ kiểu váy jean và áo hồng, 35.000. Ta-da! Sakura. À, đơn hàng 698.000. Đầu tiên sẽ là cái tủ hồng, có tủ treo đồ nè, mấy ngăn kéo này nha. Và bàn trang điểm ha, 62.000 đồng. Giường hồng nè, gối đầu, gối ôm.
Có nệm thì là 60, vỉ giày 100. Đây, vỉ giày 100 ngàn thì có rất là nhiều giày đẹp luôn. Các em xem nè ha, có rất là nhiều giày luôn. Còn có hình dáng nữa. Tiếp theo là vỉ giày, vỉ phụ kiện 80 ngàn ha. Có giỏ sách nè, các kiểu luôn. Micro, tai phone và những cái đôi giày cho búp bê cho nam và búp bê nữ gì đó. Như nam á ha, rất là đẹp luôn. Rồi giỏ sách nè, các kiểu luôn, 80 ngàn đồng. Bịch heo Peppa Pig 5 ngàn đồng. 4 bịch phụ kiện mới nè. Đây, 5 ngàn đồng một bịch nha. Đồ ngắn 20 ngàn đồng một bộ đó mấy em. Đây, hai màu. Cặp táp 9 ngàn. Tiếp theo thì là đồ kiểu nha. Bạn này đặt tới 6 bộ lận. Đây, bộ thứ nhất là quần tây nè, áo vạt xéo nha. Bộ thứ hai là quần màu hường, đó, màu hường da đó. Và cái áo cổ lá sen nè. Đó, rất là đẹp luôn. Tất cả đều 35 ngàn. Ở đây thì là một cái áo dài tay giống như áo khoác vậy đó. Quần tím rang nha. Bộ đồ mùa hè này rất là xinh luôn. Quần đùi nè. Và cái áo này nè mấy em. Thấy không? Rất là đẹp ha. Rồi đến là bộ đồ mà ai cũng yêu thích, đó là váy jean và áo hồng. Bộ màu váy và áo ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bộ nha. Mỗi bộ 35 ngàn. Yeah! Và còn có cả váy 16 ngàn nữa. Váy thứ nhất là cầu vồng nè. Váy thứ hai, đây ha, màu đỏ, rất là xinh. Laptop 5 ngàn một cái. Váy chữ A nè, đó, váy chữ A và váy xẻ tà nha, 6 ngàn một cái mặc rồi, rất là thoải mái, giá đỡ ha, 10 ngàn đồng. Rồi đến đây là cái xe đạp nè, cái xe đạp này thì 25 ngàn nha, xe đạp thì chỉ có 25 ngàn thôi, cái cổ nè ha. Rồi về thì các em có thể tháo ra, ráp nó lại, rất là dễ thương luôn á. Ba lô kiểu mới, 15 ngàn đồng, ba lô chữ B màu tím caro cũng 15 ngàn đồng. Cuối cùng thì là bịch ly chai Milu C2 và nước suối La Vie 5 ngàn đồng một bịch. Bé Đặng Hồng Cẩm ơi, đã đến đơn hàng của em 103 ngàn rồi nè Hồng Cẩm ơi. Ha, thì đây là cái đồ chơi cá sấu nè, khám răng cá sấu 70 ngàn đồng. Đó, chị sẽ thử xem là nó có hoạt động tốt hay không nha. Trời ơi, bao nhiêu lần mình đã biết trước mà vẫn hết hồn. Rồi, như vậy là con cá sấu hoạt động tốt nha mấy em, 70 ngàn. Bé My ơi, đã đến đơn hàng của em 92 ngàn. Gồm có 3 slam hồng và đỏ và cam ha. Đó, rất là đẹp, mỗi cái 5 ngàn. Cham kẹo mút và cham ngựa bony, mỗi cái 5 ngàn, rất là xinh. Mùi hương dâu thì cũng 5 ngàn nha. Màu thì đây 4 màu nè, mỗi màu 2 ngàn đồng. À, đất sét, cái lộn này xốp nha, xốp trắng thì là 9 ngàn và bịch đất sét 5 ngàn. Ta-da! Đã đến đơn hàng của Lê Thị Khánh Duyên 65 ngàn. Có một cái bàn nè mấy em, đây cái bàn này thì là 7 ngàn ha. Ghế thì là 5 ngàn đồng một cái và bịch tô ráp 5 ngàn. Và bây giờ là đơn hàng của cô Xoán 203 ngàn. Gồm có một cái tủ năng học ha, 45 ngàn. Anh Ken, đây anh Ken bộ vest đen rất là lịch lãm mà chỉ có 30 ngàn đồng thôi. Phụ kiện cho búp bê, đây phụ kiện 80 ngàn đồng một vỉ nha, 80 ngàn đồng một vỉ, rất là đẹp luôn. Đó, giày thì có 3 bịch nè, đó mỗi bịch 5 ngàn. Tiếp theo Nguyễn Trần Anh Thư đã đến đơn hàng của em 215 ngàn. Đầu tiên sẽ là 3 bộ đồ kiểu ha. Đây là bộ thứ nhất nè, váy áo. Bộ thứ hai cũng là váy nhưng mà váy jean ôm với lại cái váy hồng. Mỗi bộ 35 ngàn. Rồi đến là bộ đồ này nè. Rồi tập về nữa nha. Đó, bộ kiểu và có tập về nó cũng 35 ngàn. Giỏ đệm cho búp bê là 18 ngàn. Nón lá thì là 12 ngàn. À, cái bộ này á là đi đôi với nhau thì nó sẽ rất là hợp luôn. Hàng handmade Việt Nam, biểu tượng của người Việt Nam của mình ha. Chị rất là thích luôn á. Cảm ơn em đã ủng hộ sản phẩm của người Việt Nam. À, ý lộn của người giống như là người ở dưới quê á mấy em. Những người mà người ta làm cái nghề handmade, nghề truyền thống á ha. Cảm ơn các em đã ủng hộ cho những ngành nghề truyền thống của nước mình. Đồ ngủ nè, 20 ngàn đồng. Đồ ngủ dài tay ha thì 30 nha. Và giờ đây là đơn hàng của Nguyễn Thị Bảo Nghi 155 ngàn. Đó là cái ghế kiểu ha, 35 ngàn đồng. Áo khoác jean rất là đẹp luôn, chỉ có 20 ngàn đồng thôi. Sau đó thì đến là cái bộ đồ lửng nè, tay lỡ
là 35.000, bộ đồ vạt xéo quần xanh cũng 35.000. Tiếp theo là Phan Kim Thư 103.000. Gồm có bộ bếp nhôm rất là dễ thương, có thể nấu ra được những món ăn mini rất là tuyệt vời, 60.000 đồng nha. Rồi còn có kẹo hamburger 2.000 đồng một viên, ngon ơi là ngon. Phạm Thúy Hồng, đơn hàng 63.000 đồng của em đã đến nè. Porap nha, 2 bịch, mỗi bịch 5.000, giá đỡ thì 10.000 một cái. Rồi đến là Phan Thị Linh, đơn hàng 219.000. Ta-da! Đầu tiên thì bạn Phan Thị Linh đã có đặt là 5 cái charm kẹo mút nè, cầu vòng luôn, rất là đẹp. Rồi đến là 5 charm kỳ lân. Đó, 5 charm kỳ lân. Còn có cả 5 charm cầu vòng nữa nè, mỗi cái chỉ có 5.000 đồng thôi, rất là dễ thương luôn, đúng không các em? Các em có thích những cái charm này không nè? Và sau đây thì là 3 bộ móng tay nha, mỗi bộ như vậy thì là 7.000 đồng. Tuyết ha, 10.000 đồng một bịch có chữ T nè nha. Keo sữa thì là 15.000 đồng một hũ ha. Còn đây là Phan Hữu Tường Vi, đơn hàng 133.000. Gồm có là búp bê mắt đá nè. Đó, búp bê mắt đá 35.000 đồng ha, váy bạc. Giá đỡ thì là 10.000 đồng một cái nha. Phụ kiện mới nè, 5.000 đồng một cái. Tiếp theo thì là bé nhí nha. À, bé nhí dễ thương, có ngựa pony và những bộ váy siêu cute cho so cute, chứ lộn chị nói so cute so cute, cho những cái chibi nhỏ nhỏ xinh xinh của chúng ta ha. Còn có giỏ xách nữa nè. Đó, bộ này là 50.000 đồng đó mấy em. Tiếp theo là Phan Thị Ngọc Uyên, đơn hàng 78.000. Có bộ đồ học sinh 25.000 đồng ha, bộ đồ ngắn nè, có hoa nha, thì là 20. Wow, cái nón rất là xinh luôn, 8.000 đồng. Bịch phụ kiện mới thì chỉ có 5.000 đồng thôi. Tiền này giống y tiền thật luôn, 2.000 đồng. Tập sách cho búp bê thì là 12.000. Và bịch ly chai 5.000. Ta-da! Và bây giờ là đơn hàng Võ Huỳnh Cẩm Ly, cũng là đơn hàng may mắn của chúng ta ngày hôm nay. Yeah, tổng đơn hàng là 111.000 đồng. Xin chúc mừng đơn hàng Cẩm Ly. Và đây là ba cái váy chị gửi tặng cho đơn hàng Cẩm Ly nha. Có váy xẻ tà nè, váy chữ A nè, và váy xòe nha. Mỗi cái là 6.000. Nhưng mà đây là hàng được tặng cho nên là mình không có tính tiền. Và đơn hàng của Cẩm Tiên đầu tiên sẽ là Cẩm Ly chứ lộn, đầu tiên sẽ là một cô dâu nè. Đó, cô dâu váy hồng rất là đẹp luôn, 47.000 đồng nha. Khuôn mặt cũng xinh, váy tóc đều xinh luôn. Hai chiếc nhẫn ngọc trai nè mấy em, mỗi chiếc là 5.000. Váy cô dâu tử thư 16.000 ha, có những cái kim sa nè. Wow, còn có cả cái vương miện này nữa, rất là đẹp luôn, 5.000. Còn đây thì là đơn hàng Nguyễn Lê Quỳnh Trâm, đơn hàng 222.000. Đầu tiên sẽ là vỉ phụ kiện 80.000 đồng, đó, rất là đẹp luôn. Rồi đến là vỉ dày 17.000, 15.000 đồng ha, hũ keo sữa nè. Trứng lưới thì là 10.000. Cái giường hồng nè, có gối đầu, gối ôm, nệm là 60. Rồi đến là 5 màu ha, mỗi màu 2.000. Còn bây giờ là Võ Thảo Nguyên ơi, đơn hàng của em 198.000 đây. Đầu tiên sẽ là bộ kimono nè. Đó, bộ kimono rất là đẹp luôn. Và bạn này đặt tới 2 bộ lận nha. Ở đây là một bộ là váy hoa nè, rồi một bộ là cái vải này nè ha. Mỗi bộ đều có một cái vẻ đẹp khác nhau, 50.000 đồng một bộ. Giá đỡ này mấy em, 10.000 đồng một cái. Ghế thì 5.000 một cái nha. Tiếp theo sẽ là đơn hàng của Nguyễn Thị Thùy Dung, 130.000 đồng. Đầu tiên sẽ là 11 cái móng tay nha, 4 nè, 8 nè, 10, 11 ha. Mỗi một cái như vậy thì là 7.000 đồng mấy em. Và đơn hàng này á, thì tuyết xanh ghi lộn là giá 10.000 cho nên nó mới có là 130. Chị sửa lại là tuyết xanh thì 8.000 thì còn lại là 126.000 thôi nha Thùy Dung. Đây nè, hai bịch tuyết xanh mỗi bịch chỉ có 8.000. Và bây giờ chúng ta đến với đơn hàng cuối cùng của ngày hôm nay, đó là đơn hàng Vũ Thị Hương Sang, 280.000 đồng. Đầu tiên là 5 bịch borat nè mấy em, mỗi bịch là 5.000. Bịch hồ ha, 10.000 đồng. Sau đó thì là tuyết nha. Đây, tuyết 3 bịch, mỗi bịch 10.000. Xốp nè, vàng và xanh lá 9.000 một bịch. Kim tuyến hồng 5.000. Hương nè 5.000 một chai. Màu thì cũng bằng như vậy nhưng chỉ có 2.000 một chai. Tiếp theo thì là nail ha, là gồm có nè, trái cây nè, tuyết nè, kẹo nè, chuột nè, hoa lá nè, 2 bịch nha, 2
3, 4, 5, 6 bịch ha. Mỗi bịch như vậy thì là 5.000. Pom Pom cũng 5.000 đồng một bịch nha. Một bịch như vậy là 10 viên. Một cái Charmer 5.000 đồng. Keo sữa 4.000 đồng một hũ nhỏ. Keo sữa lớn thì là 15.000 đồng một hũ. Đất sét thì 5.000 đồng một bịch. Cuối cùng thì là bịch marshmallow dâu 16.000. Yeah, như vậy thì là chúng ta vừa kiểm tra xong đơn hàng của ngày 29 tây tháng 7. Hy vọng rằng là các em sẽ thích. Nếu thích thì nhớ bấm like. Muốn đặt hàng thì xin phép ba mẹ gọi 0937899707 cho kênh Bé Út Chibi nha. Còn bây giờ thì là câu hỏi mini game dành cho tất cả các em. Thì như từ bữa giờ á, chị em mình á ha, từ bữa giờ chị em mình toàn là nói chuyện buồn không à. Bữa nay thì mini game á là chị muốn các em kể cho chị một câu chuyện vui nha. Đó, bạn nào có một cái chuyện gì vui thì hãy kể cho chị nghe. À rồi à, nhớ là phải các bước ha, là các em phải đăng ký thành viên của kênh Bé Út Chibi, sau đó là bấm xem quảng cáo, rồi đến là điền đầy đủ thông tin họ tên, địa chỉ, số điện thoại. À rồi à, bấm xem quảng cáo, nhưng các em cũng phải ghi vô là các em đã xem quảng cáo gì ha, nếu có mô tả thì càng tốt. Rồi à, kể cho chị nghe một câu chuyện cười nha. Ngày hôm nay chị mong rằng à, khi mà đọc bình luận á, thì chị sẽ cảm thấy vui hơn à, đó. đỡ có buồn và căng thẳng như từ bữa giờ. Thấy mấy em cứ buồn rồi mấy em này nọ, rồi chị làm chị cũng buồn theo luôn á. Mà nếu buồn có khi là chị sẽ không tổ chức mini game nữa. Chị đã cố gắng kiên trì nhẫn nại để tổ chức mini game cho các em, để mong muốn cho tất cả các em sớm hay muộn, à, nếu như có sự cố gắng kiên trì thì các em sẽ nhận được quà của kênh Bé Út Chibi nha. Như vậy nha, thống nhất như vậy chúng ta sẽ vui tươi hơn. Ok, còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại các em ở video sau.